Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong thủy tử vi. Hôm nay tôi muốn chia sẻ tới quý anh chị và các bạn một video có chủ đề về nhân tướng học. Sở hữu nét tướng này đảm bảo bạn là người đàn ông tham vọng. Tham vọng không phải là điều gì xấu xa. Nếu có tham vọng, đàn ông sẽ có ý chí phấn đấu hơn. Ngược lại, người nào không có tham vọng thì không có ý chí chiến đấu, bằng lòng với cuộc sống bình lặng hiện tại. Tất nhiên, cuộc sống bình lặng không phải là không tốt. Thế nhưng, đàn ông có chút ít tham vọng sẽ chịu cố gắng phấn đấu hơn nhiều để khiến cuộc sống của bản thân và gia đình thêm phần sung túc, trở nên hấp dẫn hơn trong mắt phụ nữ. Khi xem tướng đàn ông, người ta nhận ra rằng những người đàn ông tham vọng thường sở hữu một trong số những nét tướng sau đây. 1. Sợi tóc đen nhưng mảnh. Khi xem tướng đàn ông, người nào có bộ tóc đen nhưng sợi mảnh là người có sức lực dồi dào, tinh thần phấn đấu mạnh mẽ. Họ thuộc tiếp người có mơ ước, có lý tưởng và sẵn sàng vì những điều mình mong muốn có được để lặng lẽ phấn đấu, không cần người ngoài biết đến. Trong cuộc sống, những người đàn ông như thế này cũng được coi là những người có tham vọng. Họ không giống như những người đàn ông tràn đầy dã tâm, cao giọng để thể hiện rõ hùng tâm tráng trí của bản thân, mà thường giấu đi những suy nghĩ thầm kín của bản thân ở tận đáy lòng. Người ngoài sẽ không dễ dàng phát hiện ra được tâm tư của họ, nhưng họ sẽ sẵn sàng cố gắng không ngừng nghỉ cho đến khi nào đạt được cái đích mà mình mong muốn mới thôi. 2. Tai cao, dái tai dày. Theo tướng khuôn mặt, người đàn ông có tai ở vị trí cao thường là người có chí khí, có lý tưởng. Họ là những người cao ngạo, đầy lòng tự trọng, hơn nữa thích theo đuổi danh lợi. Vì thế, trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong công việc, họ là những người cực kỳ tham vọng, họ có thể liều mạng phấn đấu vì những điều mình theo đuổi. Khi xem tướng đàn ông, người ta nhận ra rằng đàn ông có dái tay dày thường là người có học thức uyên thâm, học rộng, hiểu nhiều. Họ là những người có tài trong học tập, giỏi tích lũy, kinh nghiệm, thiên về hướng yêu thích trải nghiệm cuộc sống và công việc. Bởi vậy, những người đàn ông như thế này không những có tham vọng mà còn là những người tài giỏi, có năng lực công tác. Chỉ cần họ chịu gắng sức, nỗ lực thì chắc chắn sẽ đạt được kết quả như ý muốn. 3. Da mặt sần sùi, răng đều. Thường những người đàn ông có da mặt quá mịn màng, có phần yếu đuối trên nhiều phương diện, thiếu đi một chút khí khái mà đàn ông bình thường nên có. Còn những người đàn ông có da mặt sần sùi, không bị mịn màng, thường không ngại khó, ngại khổ, hơn nữa cực kỳ chăm chỉ, có sức chịu đựng tốt. Trên con đường sự nghiệp, họ sẽ là những người chiến đấu không ngừng, càng gặp khó khăn sẽ càng trở nên mạnh mẽ, là tiếp người cực kỳ có tham vọng. Nếu xem tướng đàn ông thấy người này có bộ răng trắng đều thì sẽ là người có trí thức, lịch sự, phẩm chất tốt, có tài ăn nói khéo léo, biết cách lấy lòng mọi người, nên là những người có năng lực ngoại giao tốt, dễ xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp với nhiều người. Thông thường những người đàn ông như thế này có tham vọng và có năng lực tương đương nhau. Họ có khả năng hoàn thành nghiệp lớn, đủ sức thỏa mãn mộng tưởng của chính mình. Một người có tham vọng hay không có thể nhận ra ngay từ nét mặt. Tuy ở trên đã nói có tham vọng không phải là một việc gì xấu xa, nhưng nếu như tham vọng quá lớn khiến mọi người đều nhận ra, hơn nữa vì ham muốn của mình mà không tiếc gây hại cho người khác, thì sẽ trở nên đáng trách. Ngoài ra, những người sở hữu mũi huyền đảm, thường gọi là mũi túi mật, thường là những người có số phú quý. Khi xem tướng khuôn mặt, một trong điều rất được mọi người chú ý chính là tướng mũi, bởi mũi biểu thị cho con đường tài vận của mỗi người. Mũi huyền đảm là một trong số những tướng mũi tốt, khẳng định chủ nhân có số phát tài phát lộc về hậu vận. Vậy bạn có biết tướng mũi huyền đảm là như thế nào và liệu người sở hữu tướng mũi này có sức mệnh phú quý hay không? Các bạn hãy theo dõi tiếp video. 1. Mũi huyền đảm là gì? Mũi huyền đảm hay còn có tên gọi khác là mũi túi mật treo. Đặc trưng của tướng mũi này là có phần sống mũi cong đều, phần đỉnh mũi không nhọn mà tròn trịa, đầy đặn, hướng về phía miệng. Hai cánh mũi nở và đầy đặn nhưng vẫn sơn căn, tức phần gốc mũi nằm giữa hai mắt, lại hơi hẹp nên trông như treo hai túi mật. Thường thì 90% đại gia tài sản cách xù đều sở hữu tướng mũi này. 2. Người tướng mũi huyền đảm có số giàu sang.
Đa số những người có tứ múi huyền đảm đều sẽ được hưởng một cuộc đời vinh hoa phú quý. Thế nhưng họ lại thường xuất thân từ gia đình bình thường, thậm chí là nghèo khổ. Theo Nhân Tương Ngọc nhận thấy, khi còn trẻ, những người này phải trải qua cuộc sống rất vất vả, gian nan, nhưng nhờ có hiền lành, tốt bụng, đối xử chân thành với mọi người, không thích gây sự với người khác, nên thường xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Thêm vào đó, họ còn là những con người kiên trì, không ngại khó, ngại khổ, dũng cảm, chấp nhận thử thách, nên họ thường có bước tiến rất vững chắc trong sự nghiệp. Thời tuổi trẻ, họ có thể va vấp nhiều, nhưng dần dần, khi đến bước đến tuổi chín chắn, họ sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm, bắt đầu có khả năng làm nên nghiệp lớn. Có thể họ không phải là những người có số giàu lên nhanh chóng trong một thời gian ngắn, nhưng sự phú quý của họ dựa trên sự cố gắng thực sự và bền vững của bản thân. Người có tướng mũi túi mặt là người có số trước khổ sau sướng, về già được hưởng trái ngọt do chính mình cố gắng tạo nên, chứ không phải người ngồi không đã được hưởng phúc, có số phú quý ngay từ nhỏ. Vì vậy, những người có tướng mũi này thường phải cố gắng rất nhiều. Nếu làm việc gì cũng dễ dàng bỏ cuộc hoặc nghĩ đến những biện pháp khôn lỏi thì cả đời cũng khó mà khấm khá lên được. Phụ nữ có tướng mũi này thường là những người có số mệnh khá tốt, dù họ không phải là những người có vẻ ngoài bắt mắt. Đa số những người này có suy nghĩ khá truyền thống, an phận thủ thường, nhưng tâm địa tốt, không nghĩ cách hãm hại ai. Họ dễ dàng hài lòng với cuộc sống hiện tại, không có nhiều tham vọng, nên cuộc sống của họ trôi qua một cách khá yên bình và dễ chịu. Tuy nhiên, đây là người dễ bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài, không kiên định với suy nghĩ của chính mình. 3. Người có mũi huyền đảm cần chú ý điều gì? Mũi huyền đảm là một tướng mũi phú quý, báo hiệu khả năng chủ nhân có thể phát tài. Tuy nhiên, vì phần sân căn nhỏ hẹp, nên người này cần phải chú ý đến những nguy hiểm, khó khăn xảy ra trong cuộc đời mình. Những người sở hữu tướng mũi này thường gặp phải nhiều khó khăn, trắc trở ở độ tuổi 29-30 là chủ yếu. Nếu có phần chán rộng thì tuổi trẻ gặp nhiều may mắn, có nhiều cơ hội ăn nên làm ra hơn, nhưng cũng gặp phải khó khăn nhiều hơn. Còn người nào có phần chán hẹp thì thời thanh niên có sự nghiệp bình bình, nguy hiểm hay khó khăn cũng sẽ ít hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được những video mới nhất. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai.